Chào mọi người, Kỹ Sư Hẻm đã quay trở lại với tiết mục độ xe giá rẻ. Wow, sau một cái phần rất là thành công đối với chiếc quay độ full đồ giá rẻ thì có một bạn cực kỳ đẹp trai, một thiếu gia đến từ Phan Thiết. Thì vì là thiếu gia nên bạn ấy cũng có cái nhu cầu rất là chính đáng, đó chính là thiếu tiền. Có nghĩa là mình ít tiền thì mình chơi cái gì mà nó rẻ 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 thôi. Và nhu cầu là cũng phải giống như con quay đó, lên làm sao mà ngon bổ rẻ. Thì mình đã có tư vấn là chỉ có chơi đồ pha ke là ngon bổ rẻ đẹp nhất thôi. Thì như các bạn đã biết thì đồ pha ke mà bên mình là tuyển chọn là bảo đảm là super fast luôn. Có nghĩa là nhái 100% chi tiết qua bàn tay phù phép của mình là nhìn như đồ riêng, nhưng mà nó là đồ lô. Rồi, đầu tiên thì không thể nào thiếu được một cái cặp cùm ở Corsacota. Bên tay phải là xài 17 ha, bên tay trái là xài 16 ha. Rồi mọi người sẽ hỏi, ủa sao bên đây luôn xài luôn Corsa côn dầu được hay vậy? Dĩ nhiên mà đã chơi đồ phát là mình phải lên chơi côn dầu luôn. Đó, thì lên côn dầu cho nó nhẹ, bóp một ngón nửa ngón cũng được. Tại vì có nhu cầu là cần côn nhẹ. Đó, rồi xong. Thì nói chung là cặp cùm này mình mua với giá là 2 triệu một cặp. Đó, có mod lại logo Brembo cho nó hơi xuất sắc một tí. Nói chung là mình làm cũng kỹ, tốn thời gian nên mod cái logo cũng khá là đẹp, cũng có dán tem cờ Ý Brembo Racing lên. Đó, cặp cùm hết 2 triệu ha. Mấy cái bình dầu lô rồi mấy con ốc này thì toàn là khoảng 50% một con. Ấy lộn, một vàng á chứ không phải một con đâu. Rồi, bắt đầu kế tiếp là chủ xe muốn một con heo nó phải nổi trội mà phải rẻ tiền. Ok, chơi ngay một cặp heo Niken. Phía trước 4 bít tông, phía sau 2 bít tông. Và mình chỉ cho các bạn luôn cái con mà Niken mà phát á, là đồ phát á, là bảo đảm là đồ nó Niken là nó tróc chữ được, là đồ phát. Còn mà cái đồ riêu á là chữ nó không có chóc được. Đó, nhớ nha, đi mua mà thấy con Niken nào mà tróc chữ á, bạn cứ mạnh dạn luôn, đồ phát rồi, là bảo đảm là nó quá mạnh luôn. Nó giận chứ tróc chữ hay không thì Niken nó cơ bản là nó không có bám sơn, bạn rửa mạnh quá là nó sẽ tróc chữ. Rồi, heo zin heo phát gì cũng vậy, nhưng mà con này phát, con này có 500.000 một con à. Rồi sau đó cái mình thêm nguyên bộ dây dầu vô. Đó, nguyên bộ dây dầu với đầu bấm inox vô. Chỉ vì cặp heo Niken này thôi mà chủ xe đã quyết định là phát luôn cả con BMW HB4. Đó, bằng cách là vô nguyên một bộ tem ray HB4. Đó, mình phát từ heo, mình phát luôn tới bộ tem. Đó, ngon chưa? Rồi, nhẹ nhàng phía đằng trước thì chỉ đơn giản vậy thôi. Lên một bộ heo Niken vẫn còn xài là ABS bình thường, gắn hai cùm Corsacota. Rồi vô thêm cùm công tắc Domino nhái. Đây, và đỉnh điểm của nó là một cái cặp đồng hồ Coso. Đó, đồng hồ Coso báo bình ha, ở dưới là báo bình, ở trên là đồng hồ mẫu mới nhất của Trung Quốc, nó mới sản xuất ra. Cái Coso này nó kêu là Coso nhái loại 2 á chứ không phải là 1 đâu. Rồi khi mà bây giờ mình bật lên ha. Đó, thì vì là cái hàng nhái loại 2 nên toàn bộ nó chỉ có trắng đen thôi, chứ nó không có được màu mè giống như là những cái hàng real chính hãng. Đó, thì các bạn chú ý ha, đồng hồ Coso mà bật lên cái mẫu này mà trắng đen là đồ nhái hết á. Đó, rồi, nhẹ nhàng. Rồi, giờ mình sẽ tắt đi. Rồi, bắt đầu qua tới phía đằng sau. Phía đằng sau thì nhẹ nhàng lắm. Phía đằng sau thì chỉ có vô ben đạp Brembo Titan, rồi chân ben Titan, rồi cộng dây dầu heo, rồi ra một con heo Niken phía đằng sau thôi. Đó, nói chung là nguyên cái phần dàn sau này từ heo dây tới ben nó chỉ khoảng 800.000 thôi, chủ yếu là công lắp thì nó mắc thôi. Rồi bắt đầu ốc Saleya nè, ốc Saleya trước sau, rồi bát CNC, rồi và một cái quả biển số cũng khá là đẹp. Đó, đó 86 ha, đẹp trai ha, ra đường mà thấy xe này là gõ nó đi. Cái này chơi đồ phát không à, gõ đi. 86B6 nè, 52862, ồ má dịch cũng được đó chứ. 28 là mãi phát nè. Ồ, còn 62 lọc mãi, đúng má, hai cái biển dữ chưa, mãi phát lọc mãi dữ dằn, quá dữ. Rồi ngoài ra là ốp carbon, một cái cản sao đó cho nó đẹp. Rồi chỉ có nhẹ nhàng những thứ như là bọc da yên lại lên bộ tem, rồi phuộc thì lên bộ phuộc sao ISS. Đó, chúng ta có đi qua bên đây ha. Xe này thì mình lên bản nhẹ nhàng thôi, bản rẻ tiền nhất, có cái lẽ duy nhất trên xe là có cái này là real thôi, tại vì đi kiếm đồ phát ISS mà cái này nó không có. Đó, dòng G-Sport. Rồi chơi thêm bộ nhôm sinh đĩa dàn ké, đi với đĩa tải nhôm. Rồi chỉ nhẹ nhàng, xe này thì vô nhẹ nhàng. Thì nói chung tiền đồ chiếc xe này hôm bữa làm full hết thì chỉ khoảng 4 triệu mấy 5 triệu á. Ừ, nhưng mà tiền công thì
cũng không biết tính sao cho được luôn á, tại giờ mấy cái công làm đồ phát này kỳ lắm đó. Rồi giờ nổ máy lên, xe này độ nội công luôn, nội công là chủ xe bữa dán cái tem là 68+5 á, nhưng mà nổ máy lên thì các bạn sẽ nghe thấy còn dữ hơn nữa đó. Nội công thì như zin đó, mình phát tới cả đó luôn mà 68+5, nhưng mà nổ máy là như zin thôi, không có vấn đề gì hết á. Rồi lại coi cái đồng hồ nè đó, đồng hồ mẫu mới nhất cũng khá là đẹp, có báo số M ha, có cả báo ABS luôn nè đó. Đồ khác dạo này ngon thiệt nè, báo 1 nè, 2 rồi, và lại số 0. Nói chung là cũng có nhiều chế độ, nhiều chức năng lắm, chip A, chip B nè, tổng quãng đường nè, rồi đồng hồ nè, thời gian chạy nè, quãng đường chạy nè đó, rồi tốc độ tối đa nè, rồi số, rồi mắt nè ha, đó, ngon lành. Rồi nếu mà ai có nhu cầu mà lên giống như chiếc xe này thì liên hệ mình nha. Mà báo trước là tiền đồ thì rẻ, nhưng mà tiền công lắp là hơi mắc á, tại vì ngồi hắt cho nó thành giống như đồ riêu thì chua lắm. Rồi cảm ơn mọi người đó, cho mọi người xem một vòng xe ha. Rồi ngon lành.